Liên minh EU châu Phi hành động gấp, Đông Bao Lô tìm Quang Linh Vlog với hàng loạt thành quả nông nghiệp phát triển bản làng. Việt Nam ta phát triển được như hiện nay cũng nhờ một phần vào nền nông nghiệp vững mạnh của đất nước với biết bao những tiến bộ, những mô hình nông nghiệp hiệu quả. Vượt qua hàng ngàn cây số tới bản làng miền núi Angola châu Phi, vùng đất còn khá xa lạ với người dân trên khắp thế giới thì những mô hình nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam được các anh em trong team Quang Linh Vlog phát huy hiệu quả tối đa, giúp người dân lan tỏa niềm tự tự hào dân tộc, cùng với đó là những suy nghĩ, những bình luận của cộng đồng mạng quốc tế về Việt Nam. Vâng thưa các bạn thân mến, hàng loạt những chính sách, những mô hình nông nghiệp của các nước có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới mang đến để hỗ trợ châu Phi, nhằm vực dậy nền nông nghiệp của nơi được coi là cái nôi của loài người, nhưng thực trạng thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, cần được giải thích một cách minh bạch, thấu đáo. Riêng đối với các bản làng miền núi Angola châu Phi, dù chỉ trong một phạm vi nhỏ, nếu so sánh với toàn bộ châu Phi, nhưng thực sự đó là một điểm nổi bật, một ngôi sao sáng giữa bầu trời tối tăm. Nơi đông Paulo và các anh em trong team Quang Linh Vlog đang giúp đỡ từng ngày từng giờ, đang thay đổi một cách thần kỳ. Liên minh EU châu Phi cần học hỏi vào giai đoạn này để có một sự xem xét nghiêm chỉnh với những mô hình quý giá thực tiễn mà anh em đông Paulo mang tới để thay đổi nền nông nghiệp bản làng miền núi Angola châu Phi. Không riêng gì với liên minh châu Phi, EU mà cả chính quyền của đất nước Angola cũng nên vào cuộc để có sự hỗ trợ kịp thời về tài chính, về con người và về các chính sách hỗ trợ khác sao cho đồng bộ nhất. Như chúng ta đã biết, sức mạnh truyền thông ở thời kỳ công nghệ 5.0 là vô cùng mạnh mẽ, chính vì thế mà những đơn vị như đài truyền hình Angola cần có những chương trình phóng sự thực tế. Đi sâu đi sát tại bản làng nơi tin châu Phi đang giúp đỡ để lan tỏa ra toàn bộ đất nước Angola, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp giàu có khá giả tại Angola. Và như chúng ta đã biết thì những người bạn của tin châu Phi là vợ chồng Sarah và Tiến Tuti có mối quan hệ và tầm ảnh hưởng rất lớn với đài truyền hình Angola. Nên nếu như có sự kết hợp giữa tim và nhà đài, để những công việc thiện nguyện, để những mô hình nông nghiệp mà tim giúp dân bản được lên truyền hình ngay thì quả thực sẽ rất tuyệt vời và có thể được nhân rộng ra khắp các vùng miền của đất nước Angola nói riêng và toàn bộ châu Phi nói chung. Sự thay đổi bản làng theo hướng tích cực, theo hướng tương lai tươi sáng cứ dần hiện hữu trên các vùng quê nghèo Angola. Nông nghiệp phát triển, đời sống tinh thần được nâng cao, hàng loạt các nông trại được tạo ra, áp dụng những mô hình nông nghiệp Việt Nam. Hàng loạt trường học, nhà văn hóa, nhà thờ được dựng lên mở ra những kỳ vọng về một tương lai sáng lạng phía trước, có một bản làng cho thấy rõ nhất điều đó, chính là bản làng Ly Môn Tuệ. Nhà thờ được dựng nên kịp ngày lễ Giáng sinh, giúp người dân có được niềm vui tinh thần lớn lao, với nông nghiệp là bản làng đi sau, nhưng nhờ áp dụng những thành quả tốt từ các nông trại đi trước, nên đã có được sự thay đổi thần kỳ, chắc hẳn trong chúng ta vẫn còn nhớ như in, hình ảnh từ một làng quê nghèo sơ sát, chỉ có 54 hộ dân từ những ngày đầu. Khi đông bao lô đến, thì con đường vào bản vào trang trại còn rất khó đi lại, nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của dưỡng cháu đông nên đã tạo ra một cung đường đi thuận tiện một nông trại rộng lớn với đầy đủ các cây lương thực chủ đạo là ngô là khoai là thay thế cho vùng đất bỏ hoang biết bao thế kỷ này ba tháng quả thực là một thời gian ngắn nhưng đó lại là một khoảng thời gian tạo ra những điều thần kỳ giống như chiếc bút thần vẽ nên bức tranh no ấm tại bà làng xa xôi đông bao lô và bà con dân bản đã mạnh dạn mở ra một nông trại số 4, áp dụng những mô hình nông nghiệp việt nam phát huy tối đa kinh nghiệm thực tiễn từ các nông trại số một số hai và số 3 tới với bản làng môn tuê thì thực sự làm xe đắm lòng người xem. Thay thế bãi cỏ hoàng là cánh đông ngô xanh tốt cao quá đầu đông bao lô, những cây ngô đang trổ cờ, cho bắp dài to, bước vào giai đoạn hình thành hạt. Những bó ngô to đều một điều mà nằm mơ, trước kia người dân cũng chưa nghĩ tới, một điều cũng rất ấn tượng nữa, tại nâng trại số 4 đó chính là những luống khoai lang. Nhanh chóng được trồng lên nhiều nguồn giống dồi dào và sức mạnh lao động tập thể rất đúng đắn, khi đông bao lô xác định cây khoai lang sẽ là cây lương thực chủ đạo đầu tiên được chú trọng mở rộng vì đất mới thích hợp cho trồng khoai lang, khoai dụng lạ mạ dụng quen, hơn nữa trồng khoai lang lại không tốn tiền mua phân bón giống như trồng ngô. Và người dân cũng không có nhiều tiền để mua phân bón, vì giá mỗi bao phân tại Angola lên đến cả triệu đồng, tức là đắt gấp 4 đến 5 lần so với Việt Nam ta, một điều cũng may mắn đối với dựng cháu đông và bà con bản làng. Đó chính là quỹ đất tại bản làng dồi dào và bằng phẳng, đây cũng chính là một sự ưu đãi lớn từ tự nhiên ban tặng cho người dân thiên thời địa lợi. Và giờ thì nhân hòa từ chính những chính sách đường hướng đúng đắn, được đông và tim vạch ra, và sự thay đổi tích cực từ chính người dân kiến thức nông nghiệp được nâng lên qua những lần được hướng dẫn và làm việc trực tiếp tại nông trại số 1, số 2 và số 3, và một điều cũng khẳng định cho sự thay đổi cốt lõi nữa chính là ý thức lao động tự giác của người dân bản đã được nâng lên rõ rệt qua những lần lao động tập thể tạo nên một khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thời cơ đã đến tay là phải phất liền rất mong là người dân hãy biết tận dụng biết nắm bắt được những cơ hội quý giá ngàn vàng khi vẫn còn có đông bao lô và anh em tim châu phi bên cạnh hướng dẫn trợ giúp tận tình sau này không chỉ một mà rất rất nhiều những nông trại khác nữa sẽ được mở ra cùng với các mô hình nông nghiệp hộ gia đình để giúp cho người dân thu hoạch được nhiều thành quả hơn nữa phát triển bàn làng xóa đói giảm nghèo